Thì vừa rồi là Việt đã tới thôn Ân Phú, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Đinh, đã đặt một hệ thống âm thanh sân khấu. Thì đây là dự án đầu tiên của Lạc Việt được tiến hành phục vụ quý khách hàng ngay sau cái đợt giãn cách kéo dài gần 2 tháng vừa rồi. Nếu như quý vị muốn mua các thiết bị âm thanh giá gốc, hãy truy cập vào website lacvietaudio.com.vn, nơi cung cấp những sản phẩm âm thanh tốt nhất về giá cả và chất lượng. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Thì vừa rồi, Lạc Việt đã tới thôn Ân Phú, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Đinh, đã đặt một hệ thống âm thanh sân khấu. Thì đây là dự án đầu tiên của Lạc Việt được tiến hành phục vụ quý khách hàng ngay sau cái đợt giãn cách kéo dài gần 2 tháng vừa rồi tại Hà Nội. Thì đây là đơn hàng mà thôn Ân Phú đặt hàng của Lạc Việt với mục đích là nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của cơ quan, cái đoàn thể ở đây, và cũng như là phục vụ các hoạt động chung, các hoạt động tập thể, các cuộc họp thường niên hay là chương trình văn hóa văn nghệ của thôn, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân. Và để cụ thể hơn thì ngay sau đây em sẽ đi vào chi tiết cấu hình bộ dàn âm thanh. Nói về loa thì ở đây Lạc Việt sử dụng cái hệ thống loa Array rất là quen thuộc, gồm hai cặp loa Array DB-LA212 bát đơn 30 và một cặp sub sân khấu DB-LA218S bát đôi 40. Đây là cấu hình loa Array Lạc Việt sử dụng rất nhiều trong thời gian qua, trải dài trong các dự án từ Bắc vào Nam, được đông đảo anh em quý khách hàng tin tưởng và sử dụng. Tiếp theo đó là một bàn mixer Dynacorg CMS1000. Thì dòng mixer này không cần nói nhiều nữa, đây là dòng mixer thuộc top những mixer ở Việt Nam chuyên sự kiện bán chạy nhất hiện nay, với ưu điểm là đơn giản, dễ sử dụng và cái effect của nó cực kỳ tuyệt vời. Tiếp theo nó là bộ micro không dây DBUK968, đây 4 kênh kinh IMD4130, đều là những dòng sản phẩm quen thuộc đặc biệt sử dụng rất nhiều trong thời gian trước bởi cái giá thành cũng như là cái tính ổn định của nó, đảm bảo cho có thể sử dụng được trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng hay là có sự cố gì cả. Ngoài ra để đạt cái hiệu quả tốt nhất thì ở trong dàn âm thanh này Lạc Việt có lắp thêm bộ chống hú, các crossover, các bộ quản lý nguồn và lắp đặt trong một cái tủ rack 16U, và để đảm bảo cái hệ thống âm thanh nó hoạt động trơn tru mượt mà và cái đạt được cái hiệu quả mong muốn tốt nhất. Và ngay sau đây mời quý vị thưởng thức qua một chút âm thanh đến từ bộ dàn sân khấu này, được kỹ thuật viên quay trực tiếp tại hiện trường. Chúng mình khi em với
Nhanh cái dàn âm thanh sân khấu mà nó đặt cho thôn An Phú. Nếu quý vị quan tâm đến những sản phẩm âm thanh tương tự hay là những hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì cứ việc nhấc máy lên và gọi điện theo số hotline của Lạc Việt, em sẽ để ngay ở trên màn hình và bên em tư vấn thì hoàn toàn miễn phí, các bác không cần phải mua hàng mà vẫn hỏi tư vấn thoải mái nhé. Và clip đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong clip tiếp theo. Nếu các bác